trong cái xã hội này. Người ta không quan trọng mày kiếm tiền bằng cách nào, nhưng mà người ta quan trọng mày có bao nhiêu tiền. Lăng nhăng là bản tính, trung tình là bản năng. Mà một khi bản năng đã không được tôn trọng, chị mày quay lại bản tính. Thả nó ra mày, chó! Tao nói được là tao sẽ làm được. Chỗ anh em mình nghỉ ngơi mà anh nằm cũng sướng vậy. Tưởng nó vậy nó ra cũng có hai cái à, nghỉ nửa tiếng. Kêu lẹ sao lẹ được. Mày lên đây. Anh Ti. Bây giờ chị tao em lần đầu. Vậy là mày không biết chị hai tao rồi. Con của bà, cơ bản là hãy tìm được tôi. Đây. Nên do xuống chó là chỉ dùng thường thôi. Tiền hết thì tinh tán. Nó một lần nó đi nó hứa với tôi lần này lần cuối cùng rồi. Chèo đó quá chứ nó hư rồi. Trời ơi, giúp tao đi. Thôi đầu tổng anh, mua cái này là kêu khác. Nó không có đăng ký sắp chép cho tao á, mua cửa nữa. Trốn lo không mày? Mày đâu có định trốn rồi đâu. Mày có một cánh cũng không có được tụi tao đâu không? Ăn đi mày. Dạ anh Huy. Thằng này nó thiếu tiền bên sòng bài của mình đó. Nó trốn mấy này em mới lụm nó về. Đi mày. Thiếu bao nhiêu tiền? Nó thiếu mình trăm mấy rồi anh. Dạ, em đang kiệt quá. Em cho em xin mấy ngày cái gì em trả lại cho mấy anh. Kiệt hả? Mày coi tiền của tụi tao là giấy hả? Khoan, tụi mấy đầu bò hay cái gì á. Tao đã nói chỗ tao kinh doanh, tao không muốn ảnh hưởng tới khách hàng, không có được động tay động chân gì hết. Còn mày, bao lâu mày trả được tao? Dạ, cho em khoảng mấy ngày thôi. Em kiếm tiền em trả lại cho tụi anh. Mấy ngày là mấy ngày mày? Tao cho mày thời hạn trong 3 ngày trả tiền thanh toán đầy đủ cho tao gốc và lãi. Còn nếu mà không á thì sao, nói cho nó nghe. Sức khỏe mày sao? Sức khỏe bình thường à, tao lấy một bên nữa. Dạ cho em xin đúng 3 ngày. 3 ngày sau em hứa em sẽ trả cho tụi anh liền. Đúng 3 ngày là em có tiền em trả cho tụi anh liền. Thanh niên trai chán gì mới hù đó, sợ đâu mày. Tao lớn rồi, tao nói được là tao làm được. Tao thả mày đi được thì tao sẽ kiếm mày được. Nên đừng có suy nghĩ về tư tưởng là sẽ trốn thoát khỏi tay tao. Biết. Hai mày ngồi xuống đây. Thằng quỷ. Dạ mày. Trời ơi. Cái gì ông già? Mới sáng sớm à. Mày kêu ai ông già? Thằng mắc dạy. Rồi, cái gì em nói lẹ đi. Tôi ngủ tiếp á. Mày biết giờ này mấy giờ không? Mày á, ăn ngủ còn báo nữa. Tao nói cho mày biết á, từ giờ phút này trở đi á, tự ra đường mà kiếm tiền. Không ai mà chiều chuộng mày nổi đâu. Đợi bà mẹ mày về chiều mày đi. Alo, Hùng hả? Tao Khánh nè. Có tiền không? Cho tao mượn chút ít thôi, đang kẹt quá. Alo.
Đâu? Mẹ mà. Bạn với mày. Ai em, sao nhìn nó buồn quá kìa. Ê, dạo này Khánh đâu rồi? Sao tao không thấy nó thắp tùng cho mày nữa? Mày tự đi mà hỏi nó, tao có biết cái gì đâu. Sao mày nói vậy được? Dù gì hai tụi bay cũng là người yêu của nhau mà. Yêu đương gì mày ơi, hết tiền hết tình. Mày làm như mày mới biết tao mới 2-3 bữa vậy. Không, tao thấy mày bỏ thằng đó là đúng rồi. Bây giờ nhìn nó phế lắm. Mới mấy bữa trước nè, nó gọi điện tao mượn tiền. Nhưng mà biết tao khôn mà, tao cúp mấy cái rụp hồng hồi mất xương này. Thiệt hả? Thiệt sao không? Đó giờ tao chưa gạt ai, kể cái gạt chân trong, đúng không em? Ê, mà tao thấy mày cũng hay thiệt. Tụi bay quen nhau á cũng lâu rồi, đâu phải ngày 1, ngày 2 đâu. Hết tình thì còn nghĩa. Không mấy giờ mày gọi cho nó đi, hỏi nó là dạo này cuộc sống anh ổn không? Nó ổn hay không thì tao không cần biết. Cái điều mà tao quan tâm bây giờ là ông bà già nó phá sản rồi, mất mẹ chén cơm. Mày nói mày không quan tâm, mà cái mặt của mày á, nãy giờ nó bí xị à. Chứ bây giờ mày thử nghĩ coi, lúc mà quen nó cho tiền xài không hết, còn bây giờ không có một cắc, giống như mất cái hũ vàng vậy. Thử là mày có tức không? Tao thấy mày cũng hay. Nói bỏ là bỏ, tiền hết thì tinh tán. Thôi, mày nói nhiều quá à. Nhắc đến Khứa đó hoài. Thôi, đừng nhắc đến nó nữa. Bây giờ cỡ nó đăng ký sách giúp cho tao, không có cửa. Con trai, bộ đồ mày đang bận, cái túi sách mày đang mang. Tiền mày xài, biết ai cho mày không mày? Bây giờ mày được đứng sau lưng tao vậy hả? Nè chó, mày tưởng mày còn là thánh công tử ngày xưa nữa hả? Mày nhìn lại cái bộ dạng hiện tại của mày đi. Bây giờ ra từ con chó không ai đếm xỉa mày đâu. Mày, ê, mày tưởng mày còn tư cách gì mà quýnh tao hả? Mày hay lắm. Còn hai đứa bay nữa, lúc tao có tiền á thì tụi bay bạn nâng bi đỡ chứng. Lúc tao thức thế rồi á, tụi mới lộ mặt thật của tụi bay ra. Ủa fan, đợi mà fan. Chuyện lên voi xuống chó là bình thường thôi. Ở đây chơi á là có tiền thì ở, còn không có tiền á thì bấm giùm mình cái nút sấm sét. Mày ngon lắm. Tao nói tụi bay nghe nè, đời á còn dài lắm, chưa biết ai hơn ai đâu. Sau này á có lỡ gặp lại tao á, nể cái mặt của tao gà nha. Mẹ nó, mày gì xui xẻo thì không biết nữa. Ê, nó kìa. Má nó, chó đã được coi mày trốn được bao lâu? Mẹ, viết chán cái cảnh này lắm rồi. Nhà em có một đồng, khi nào ông bà có mà ông bà giấu mình ta. Ha ha ha.
trưởng giấu cỡ nào. À, có nhiêu đây à? Nó không đủ giải quyết được gì hết. Lần này phải đặt thêm một ván cược. Mày làm gì vậy Khánh? Tôi lấy tiền nè, không thấy hả? Tiền của ai mà mày lấy? Tất nhiên là tiền của bả rồi. Ông thì làm gì có tiền, ông chỉ có giỏi phá thôi. Ừ, mày nói đúng. Tiền của bả đó. Nhưng mà mày biết số tiền đó bả để dành để làm gì không? Bả trị bệnh của bả đó. Mày lấy đi. Mày lấy xài hết đi. Mày biết giờ bả đang làm gì không? Bả phải đi rửa chén cho người ta ở ngoài đường kìa. Mày hái giả mày chưa? Tao nói cho mày biết nè. Mày nhắm á, mày cầm số tiền này, mày bước ra khỏi cửa này. Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa nha. Nghịch tử. Ê, ông không cần phải đổi. Dạ. Mấy anh ơi. Dạ. Mấy anh ơi. Dạ. Mấy anh ơi, em lỡ dạy, mấy anh tha cho em lượng nữa mấy anh. Tha hả? Dạ. Rồi tiền tao mà tính sao? Dạ cho em mấy ngày thôi, dạ mấy ngày rồi em trả cho tụi anh liền. Mấy ngày? Mấy ngày là mấy ngày? Hả mày? Dạ khoảng mấy ngày nữa thôi mấy anh. À, ba ngày đúng ba ngày em hứa em trả tụi anh liền. Đúng ba ngày đúng ba ngày. Dạ. Mày không có tiền á? Dạ. Thì mày hiểu mày sao rồi đó. Dạ dạ đúng ba ngày hứa em sẽ có tiền em trả. Dạ. Biết kết cục gì rồi đó. Vớt xác mà cho qua đây hả? Buồn tôi cả coi. Tụi mày có muốn lấy tiền không? Nay có tiền nói chuyện bảnh quá. Mẹ mày vẫn mặt với tao quá hả? Như đây á cũng không là bao nhiêu á so với số nợ mà tao nợ tụi mày đâu. Hay là vậy đi, coi như tao trả cho mày trước một nửa. Còn như đây á, xét cho tao cái kèo, tao đánh, tao trả lại số còn lại cho tụi mày. Này mày đặt ra điều kiện với tao hả? Ừ. Kèo á, thì đây không thiếu. Lỡ đánh thua sao mày? Thì mày lại mày tao cũng được. Ngon dữ ta. Tao cho mày thử. Đi. Dễ nhai lắm nhóc. Tao đánh tao kiếm được tiền tao mới trả cho tụi bay chứ. Nè. Vậy nha. Ê,
đâu vậy? Gì vậy? Tiền của tao là tiền sống, 3 ngày không tính lãi hả mày? Ít nhất phải để lại cho tao một chút chứ. Cái đó là chuyện của mày. Được đây. Có gì ngày mai chết chạy chết. Giờ mày có được không? Ê, làm gì hả? Hả? Anh bảo tao dặn tụi bay sao? Làm ăn đàng hoàng, không đụng tay đụng chân. Không nhớ hả? Dạ dạ, em xin lỗi anh. Nó sao? Thằng này nó thiếu tiền bên mình anh. Bao nhiêu? Dạ nó còn thiếu mấy chục. Nó có nó không trả, nó đòi trả nữa mà tụi em nhận về anh Quy lai tụi em chết. Thằng Quy to hơn tao hả? Hả? Dạ dạ không có anh. Tao nói về quay tiệc đường sống của con người ta tức là siết cổ mình, hiểu không? Dạ 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 em hiểu. Hiểu mày. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi thằng Huy đâu? Dạ anh Huy vừa mới chạy qua bên sông Bài anh. À, anh có cần không em gọi anh về? Lúc khác tao tới. Dạ dạ. Tụi mày nên nhớ, trong đầu tụi mày chỉ có tao và tao. Dạ dạ. Hiểu chưa? Dạ anh bảo đi. À cho xe qua đó không anh? Mày né ra luôn đi. Con này đâu cần nguyện đâu mà mày. Có điểm nhìn nó đây nha. Ừ. Điểm nhìn nó đây nha. Ừ. Rồi máy vẫn chạy. Kiếp. Tao lớn rồi. Tao nói được là tao làm được. Tao đã thả mày đi được. Tao sẽ bắt mày lè được. Nên mày đừng suy nghĩ sẽ thoát khỏi tầm tay của tao. Lòng mày sao tí? Sao tí? Lâu đó. Khó. Không, đừng có thoát khỏi. Bỏ chốt. 3, 2, 1, đánh. Chào. Chết mẹ. Bây giờ sao? Em mất cười mà, em mất cười luôn á. Ai hút đi mà. Ôi.